17 tháng 6 năm 2012. Chúng tôi đang có mặt tại thành phố Charlotte, North Carolina. Và hôm nay là ngày mà chúng tôi đến để mà tham dự một cái buổi lễ rất là quan trọng của những người cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để mà cho chúng tôi có được một cái buổi nói chuyện để mà vận động về vấn đề mà chúng ta phải ghi danh đi bầu năm nay. Và cùng lúc thì chúng tôi cũng được biết thêm nữa là đây là một cái chương trình gây quỹ cho thương binh, đặc biệt gây quỹ cho những người thương binh ở tại trong nước của chúng ta hiện còn đang sống sau chiến tranh Việt Nam thì họ rất là khổ cực. Do đó nên trong một cái tinh thần của một người đến từ thủ đô Hoa Thành Đốn, chúng tôi đến đây để mà đóng góp một bàn tay và hy vọng rằng là qua một cái chương trình như vậy thì cộng đồng của người Việt ở tại Charlotte sẽ có nhiều người nghĩ tới thân phận của những người thương binh Việt Nam, và đặc biệt nó còn có một cái điều quan trọng nữa là nghĩ tới thân phận của những người phụ nữ, những người đã mất chồng trong chiến tranh Việt Nam, những con em của những thương binh đã hy sinh, có cha mình hy sinh ở trong chiến tranh Việt Nam. Và trong cái phần 2 của cái bài nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi cổ vũ cho một cái tinh thần gọi là thực thi dân chủ bằng cách là chúng ta sẽ ghi danh đi bầu và chúng ta sẽ đi bầu. Và chúng tôi cũng được biết rằng những thành phần ở trong cộng đồng, những đại diện của các hội đoàn và các tổ chức cộng đồng cùng với lại những anh em ở trong SBTN ở tại Charlotte sẽ giúp cho chúng tôi để mà có được những cái kỳ vận động sắp tới. Và chúng tôi hy vọng rằng những chuyến viếng thăm tại những thành phố mà nơi có đông người Việt đang sinh sống và là những người khán giả trung thành của SBTN thì công tác sắp tới của chúng tôi sẽ rất thành công ở tại các tiểu bang giống như là Pennsylvania, Virginia, Ohio và Florida. Bài tường thuật của chúng tôi sẽ được tiếp nối bằng những phần phỏng vấn của chúng tôi với quý vị ở trong ban tổ chức, với những cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt một thành viên ở trong cộng đồng đã có những đóng góp cho cái ngày buổi gây quỹ ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng tôi được hân hạnh đứng bên cạnh một người cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh từng là một trong những sĩ quan của binh chủng nhảy dù và đã có cống hiến nhiều phần thân thể đặt qua nhiều cái bãi chiến trường ở tại Việt Nam. Và một trong những người mà ngày xưa mà khi mà quý vị còn nhớ là có người hùng mũ đỏ tên Đương đã hy sinh ở tại Charlie thì anh này cũng là một trong những người ở bên cạnh của đại quý Đương ngày xưa. Và hôm nay thì anh có thể cho biết trước nhất anh Thuận, anh cho biết quý danh và anh cho biết đơn vị của anh tác chiến ngày xưa ở tại Việt Nam. Tôi là sư đoàn nhảy dù, tiểu đoàn 2 nhảy dù, đại đội 23. Cái ông tiểu đoàn trưởng anh là gì? Là ông Nguyễn Đình Ngọc. Nguyễn Đình Ngọc tiểu đoàn trưởng. Tôi là được lệnh từ tôi đang hành quân ở Quảng Trị. Rồi tôi được tin của sư đoàn dĩ dù nói là phải chuyển chiến trường khác qua tham chiến để giữ cái đồi 31. Khi qua đó thì việc cổng nó tràn lên, thiết giáp cũng tràn dữ lắm. Tôi có người bạn mà coi là ông đó cũng trung úy ông Đương. Ông Đương là pháo đồi C2 pháo binh. Ông tự chiến cho khi tới khi mà ông nói là có đồng đội các anh thì chuẩn bị rút lui. Để tôi ở đây tôi án ngữ để cho các anh rút lui và tiểu đoàn rút lui. Nhưng mà tôi trong lúc đó tôi không bao giờ muốn rút lui đâu. Vì tình bạn và tình huynh đệ chi binh, tôi rơi nước mắt tới giờ kể lại tôi cũng vỡ rơi nước mắt. Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi mong. Để tiếp nối cái chủ đề của ngày quân lực năm ngoái, chủ đề năm ngoái là cô nhi quả phụ, thì sau một năm hoạt động cô nhi quả phụ đã đóng góp cho hội cựu quân nhân rất là nhiều. Và gần đây nhất thì trong cái ngày quân lực của năm nay, ban tổ chức chúng tôi quyết định chọn chủ đề thương phế binh và thêm cô nhi quả phụ. Bà Hoa có thể cho biết rằng là khi mà bà đến tham dự một cái buổi lễ, một cái ngày mà rất là trang trọng dành cho những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thì bà nghĩ gì về những người thương phế binh Việt Nam?
Dạ, kính thưa anh, kính thưa quý vị, tại vì mỗi một lần đến đây rất là cảm động, tại vì mình đến đây là họp nhau lại để giúp để những các anh thương phế binh ở bên Việt Nam rất là tội nghiệp. Tại vì tụi tôi cũng đã về Việt Nam nhiều lần để gặp mà mấy anh thương phế binh bên đó thì nhìn rất là thương. Thì về bên đây mỗi một buổi tiệc gây quỹ nào tụi tôi cũng đi để mình góp vô chút ít để giúp đỡ cho thương phế binh Việt Nam. Thì bà Hoa có thể cho biết thêm là bà Hoa đã tặng một món quà là một chiếc xe lăn. Cái ý nghĩa như thế nào qua chiếc xe lăn vậy thưa bà? Dạ thưa anh, rất là mừng mình, tại vì mình được sang tới đây thì mình có cũng nhiều phương tiện hơn là ở bên đó, thì mình không ít thì nhiều, tụi tôi cũng rất mừng có những cái buổi như thế này. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là bài tường thuật của chúng tôi. Chúng tôi là Võ Thành Nhân, xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.